Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Trên màn hình thì Xuân Mỹ để bài hát Đừng Nói Xa Nhau để cập nhật cho cả nhà mình cùng chia sẻ niềm vui ha. Hôm nay là nó đã 728.000, coi như là gần 800.000. Có khán giả thì nói là chúng ta tích cực cài view để ngày Chủ nhật thì bài hát Đừng Nói Xa Nhau này đạt 1 triệu view hết cả nhà. Và kênh của Hồ Văn Cường Official thì vẫn là 104.000 người theo dõi. Và cái nó vẫn nằm trong top 15 nghe cả nhà, top 15 danh mục âm nhạc thịnh hành. Có cô khán giả hỏi Xuân Mỹ là kênh tổng hợp những cái bài hát hay của Hồ Văn Cường, nhưng mà Xuân Mỹ nói với cô như thế này, tức là duy nhất chỉ có cái kênh này là tổng hợp những bài hát mới của anh Thụy nha cả nhà. Đây, Hồ Văn Cường Official nha. Mọi người xem để Xuân Mỹ zoom lên một lần nha cho mọi người nhìn thấy nè. Chữ Hồ Văn Cường là viết in, chữ Official là viết thường, chữ chữ O là viết in, hai chữ F, chữ Y, chữ C, chữ Y, chữ A, chữ L nha cả nhà. Official đọc là Hồ Văn Cường Official. Còn một cái kênh YouTube của Fan Club là Hồ Văn Cường Fan Club. Cái đó là Fan Club quay những video clip đi show, còn những video clip mà hát live, bản đẹp, âm thanh trong trẻo là cái kênh Hồ Văn Cường Official này nha cả nhà. Ekip của anh Nguyễn Đức Thị up lên để cho cả nhà cùng thưởng thức cả nhà. Và hôm qua thì khi Xuân Mỹ đưa cái tin của về việc mà cái video clip về việc họ tự nhuộm cho mình chiếc áo màu đen như quạ, và họ đã làm những cái điều sai với cậu ấy ngay từ ban đầu. Khi mà sự việc nó nổ ra thì người ta mới thấy được sự thật là cậu ấy đã bị đối xử không có công bằng với những cái gì mà cậu ấy lẽ ra cậu ấy phải đạt được ha cả nhà. Và cũng có nhiều khán giả đồng quan điểm với Xuân Mỹ là bây giờ Cường đã vượt qua được những cái sóng gió đó, và may mắn là Cường có nhiều Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân tâm tốt giúp đỡ em để có được như ngày hôm nay. Thì đó là gia đình xanh đột chuối cùng mừng cho cái sự thành công của cậu ấy, mà lẽ ra 6 năm trước nó đã được vung bồi càng ngày càng lớn hơn, thì lại 6 năm sau nó lại xảy ra nhiều cái biến cố. Thì thôi bây giờ mình hướng tới tương lai là chúc mừng cậu ấy, hễ mà ra bài hát nào thì nó lọt top bài đó và nó đạt triệu view sớm nha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang Hồ Văn Cường Fan Club để cho cả nhà cùng xem cái này. Cả nhà thấy ha, cái này là quà tặng ý tưởng của chị Yến Trần ở Nhật, là Phượng Hoàng đã trở lại. Đây là bản đã được gửi đi, và chị ấy nói thời điểm mà nảy sinh cái ý tưởng cái chiếc áo này đó thì là lúc mà Cường được ân nhân bầu Thị chuyển sang tên kênh YouTube từ Nguyễn Đức Thị sang Hồ Văn Cường Official, đạt toàn là những bài hát triệu view như cả nhà, và kênh đạt 100.000 sub. Thì chị ấy nói là ý tưởng truyền tải đến nhà thiết kế xuất phát từ bài chị ấy viết về nội dung có một phần đề cập đến con gà và con Phượng Hoàng. Phượng bị nuôi thành con gà đẻ trứng vàng, nhưng cốt Phượng thì vẫn sẽ là Phượng, nên Phượng Hoàng lại thoát chuồng chăn dắt nuôi nhốt để bay cao xa, thảnh thơi trên nhánh ngô đồng. Và màu nền của áo là sự pha trộn giữa xanh trời và xanh đột chuối, như ngụ ý em sẽ bay cao, bay xa hơn trong sự nâng đỡ thương yêu đùm bọc của gia đình xanh đột chuối. Vì Cường vẫn còn trẻ nên là chị ấy nhờ thiết kế đơn giản nhất để đơn giản trong sang nhưng sáng sân khấu là ý mình muốn. Cả nhà thấy con Phượng Hoàng đang bay lên ở trên ngực áo không? Đó là cái ý tưởng mà Phượng Hoàng còn bay sao bay ca, với sự dìu dắt của gia đình xanh đột chuối và sự hỗ trợ của
anh Nguyễn Đức Thụy, anh Ngọc Sơn và những người thương yêu em ấy. Chị ấy hy vọng là một ngày nào đó sẽ nhìn được em ấy mặc cái chiếc áo dài này trên sân khấu. Cả nhà thấy cái bảng đẹp không? Bảng đẹp để Xuân Mỹ chỉnh xuống, chuyển xuống một chút xíu cho cả nhà nhìn. Đây. Đó. Cả nhà. Đó. Phiên bản đẹp. Nè. À, giờ Xuân Mỹ quay lại cho cả nhà xem ha. Xem lại video một lần nữa đó. Cả nhà. Phiên bản đẹp, hoàn chỉnh và đã gửi. À, Phượng Hoàng bay lên trong nền trời xanh, hồng bay cao bay xa hơn, đúng như như ý tưởng của chị Yến thì Xuân Mỹ nghĩ là Cường sẽ còn bay cao bay xa thật sự cả nhà, bởi vì mới 19 tuổi thôi, tuổi còn rất trẻ, rất dài, rất đẹp. À, xin cảm ơn chị cũng như là xin cảm ơn đại gia đình Xanh Độc Chuối đã có những cái quan tâm lo lắng, và xin cảm ơn những anh chị em cũng đã gắn kết với Cường trong thời gian qua. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc cái bài viết của cô Chính ở Texas đã có một cái bài viết gửi cho Xuân Mỹ, và Xuân Mỹ xin đọc chia sẻ để thấy được rằng những cái nhìn khác, những cái góc nhìn khác của khán giả từ trong nước đến ngoài nước liên quan đến tình cảm dành cho cậu Út Gò Công ha cả nhà. Hay cả nhà nhìn lại chiếc áo dài một lần nữa. Xuân Mỹ cũng hy vọng một ngày nào đó Cường sẽ mặc chiếc áo dài này để diễn trên sân khấu. Rất đẹp cả nhà, form dáng và cái con phượng hoàng nằm trên ngực áo rất là đẹp. Không có quá to làm chìm đi cái màu áo xanh, nhưng mà nó đã làm nổi bật con phượng hoàng ở trên nền áo xanh này, đủ để khán giả nhìn thấy và thấy được ý tưởng của tác giả, người nãy xin ý tưởng, người tặng cái quà này là ý tưởng của chị Yến Trần. Cảm ơn chị đã cho khán giả chiêm ngưỡng chiếc áo dài hoàn chỉnh, phiên bản đẹp như thế này. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin phép đọc thơ của bài viết của cô Chính ở Texas cả nhà. Bà ngoại nè, bà ngoại hải ngoại đã có một cái con người cao ở nhân, quý ở thiện, hơn ở ngộ. Tôi mong mỏi các vị chưa kịp động não tư duy nhận thức, tịnh bình đã là con của Phật, có pháp danh là đã quy y Tam Bảo thì phải có tâm Phật. Ekip công ty tịnh bình và truyền thông bẩn không tư duy nhận thức điều đúng sai thì hãy dừng sám hối để gió yên biển lặng cho tịnh bình bản sanh. Hiện nay cuộc sống con người đều nhiều khổ đau, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai bất thường, vô thường mà tình bình đã vướng phải. Vậy các vị tranh giành đoạt lợi, hơn thua, sân si, vu khống, mưu sâu kế độc, hãm hại hơn nhiều để đạt được mục đích của mình. Dù có thắng lợi đi chăng thì chỉ nhận lấy sự quyền rũa và ác nghiệp đeo mang mãi mãi. Giúp người là phước, tâm không độc, ác là đức, phước cộng đức phải song hành. Ngậm máu phun người dơ miệng mình, ghét người như thể vung phân cho người. Hại người chính là hại mình, hãy sống với lòng thanh thản nhé. Xin chào đoàn kết và thương yêu nhau. Đó cả nhà. 71 tuổi nhưng viết chữ, nét chữ còn rất là cứng và vững và đẹp cả nhà. Xin chào thương yêu và đoàn kết. Cô mong muốn là những cái người bên ekip cũ cũng như là những kể cả những YouTuber hiện nay vẫn còn đang do cô ấy chụp cái tờ giấy nghiêng cho nên Xuân Mỹ để thấy nghiêng ha cả nhà. Những ekip mà còn đang du khống hay đặt chuyện hay là cố tình xuyên tạc cho gia đình cậu Út thì cô ấy là xin mọi người hãy dừng lại ha cả nhà. Đây. Cô Chính Texas, cao ở con người, cao ở nhân, quý ở thiện và hơn ở ngộ đó. Xin cảm ơn cô đã tin tưởng.
gửi cho Xuân Mỹ bài viết này và chúc mọi người chúc cô có sức khỏe dồi dào để tiếp tục đồng hành, dành tình yêu thương, gửi những lời động viên từ xa để song hành cùng cậu Út trong những bước đường sắp tới. Dù như thế nào thì Cường vẫn là người đáng được thương và Cường xứng đáng được chúng ta, được những người như chúng ta thương yêu, động viên. Đây, đừng nói xa nhau. Top 15, 728.000 lượt. Tên Hồ Văn Cường như này mới đúng nha cả nhà. Hồ Văn Cường official. Đó, cả nhà thấy tình cảm xuống giao lưu dưới sân khấu với đại biểu hôm ở Ninh Bình. Đó, cả nhà thấy Cường xứng đáng được thương yêu của cộng đồng, được dành tình thương yêu của cộng đồng và xứng đáng được chúng ta động viên. Cả nhà, để Xuân Mỹ cho cả nhà xem một cái tấm ảnh của Cường trước khi đây, nụ cười rất là hiền, rất là dễ thương và không có lý do gì mà chúng ta không dành tình cảm cho cậu ấy. Một cái người gọi là trẻ con nông dân chất phát thật thà, vì lầm tin mà gửi cái niềm tin của mình sai chỗ và phải bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Dù bắt đầu lại từ đầu ở vạch nào thì Cường vẫn còn có thời gian bắt đầu lại ha cả nhà, và Cường vẫn còn có thời gian để thực hiện ước mơ, đeo đuổi ước mơ của mình nhờ sự dẫn dắt của anh Sơn và anh Thụy. Rồi đó là những gì mà Xuân Mỹ muốn gửi qua video clip hôm nay. Một lần nữa xin chúc cả nhà mình có buổi trưa ấm áp bên gia đình và người thân. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, vẫn chuông thông báo cho Xuân Mỹ để nghe những video tiếp theo ha cả nhà. Và một lần nữa xem xong nhớ bấm like cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Đây, bấm like cái nút ngón tay cái lên cả nhà để động viên tinh thần cho Xuân Mỹ ha. Nè, cái nút like này nè cả nhà đó. Và rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại khán giả những video tiếp theo ạ.